Shop Bà Hương xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Xin mời mọi người trở lại kênh của Shop để đón xem một cái video giới thiệu một cái bộ sản phẩm là một dây nhé, dây tết. Đấy, dây tết bọc 8 đốt rồng kết hợp với lại một cái mặt ông di lặc rất là đẹp, màu xanh ngọc bích. Đây là một cái đơn hàng của em khách quen người Hải Phòng đã đặt bên nhà mình, lần này là lần thứ 3 rồi. Đấy, thì cái dây mọi người nhìn nhé, dây rất là mềm đẹp và bọc cái đốt rồng khá là dày. Đấy, khá là dày dặn luôn. Và mình làm hàng đặt cho nên là sẽ làm cho các bạn cái dây mà nó rất là mềm mọi người nhé. Đấy, dây này là mình mua gọi là hàng loại 1. Dây mềm và các bạn đeo nó có độ bền và các bạn cầm cái dây nó rất là dễ chịu, nó khác hẳn hàng chợ mọi người nhé. Cũng cái dây giống y như này nhưng mà các bạn cầm hàng chợ thì nó sẽ rất là cứng và các bạn đeo thời gian thì nó sẽ gãy nhé mọi người nhé, gãy và bong chóc ra rất là xấu đó. Còn mình thì mình chuyên hàng đẹp cho nên là muốn làm cho mọi người cái sản phẩm nó có chất lượng đấy, cho nên là mình mua cái hàng dây đắt tiền nhé để làm cho mọi người đấy. Thì bên nhà mình là nhận làm theo yêu cầu, các bạn có thể là bọc 8 đốt giống như là bạn khách này, hoặc là bọc 6 đốt hoặc là 4 đốt tùy thích. Đấy, thì mặt thì các bạn có thể đặt mặt Phật nhé, ông Di Lặc nhé, hoặc là các bạn đặt nanh móng này. Đấy, hoặc là bất cứ cái mặt nào mà các bạn đã có hoặc là các bạn yêu thích nhé, thì các bạn có thể hoàn toàn có thể là kết hợp với lại cái dây này được. Đấy, nói chung là cái mẫu dây tết như này thì các bạn đeo nhìn nó rất là đẹp. Đó, còn cũng có bạn thì mình thích cái dòng dây cao su trơn. Đó, thì cái này nó do sở thích sở trường của từng bạn một thôi. Còn như mình thì mình thấy cái dây tết này thì đeo nó trẻ trung và nó cũng rất là đẹp mọi người nhé. Đấy, đeo với lại nanh móng và mặt ông Di Lặc cực kỳ là hợp luôn. Đấy, thì mình ở Hải Dương và mình chuyên gia công hàng đặt bạc đẹp, mình không có bán hàng chợ nhé. Anh em nào mình có nhu cầu mà muốn làm hàng đẹp, muốn bọc nhé. Đấy, hàng đẹp thì anh em mình kết nối với shop nhé và gửi ảnh cho mình qua Zalo, mình sẽ tư vấn báo giá cho mọi người. Đấy, thì đây là một cái mặt Phật cũng rất là cân đối với dây. Đấy, thì mình làm hàng đặt mình sẽ tư vấn cho khách là làm sao mà nó phải cân xứng với dây nhé thì nó mới đẹp. Các bạn hoàn toàn có thể đặt lẻ dây, lẻ mặt được. Đấy, hoặc là các bạn đặt cả bộ thì tùy cái này tùy mọi người các bạn nhé. Đây mọi người nhìn cái mặt mình bên nhà mình bọc cũng khá là dày dặn, chắc chắn và cực kỳ là đẹp. Đấy, dây bọc 8 đốt rất là dày và chắc chắn. Bên nhà mình thì ngoài cái mẫu đầu rồng như thế này ra nhé, thì mình còn có một cái mẫu nữa cũng là bọc đốt rồng, nhưng mà nó ở hai cái đầu của nó là bọc hẳn một cái con rồng quấn nhé. Đó, thì cái mẫu đó thì các bạn mình kết nối với shop để shop sẽ gửi ảnh để cho các bạn xem. Đó, thì bọc thì mình nếu mà về rồng thì mình có hai cái kiểu như vậy thôi. Nói chung là nó sẽ tùy sở thích nha, từng người một. Mình sẽ gửi lại ảnh để cho các bạn xem tham khảo. Còn quyết định làm cái loại nào thì các bạn sẽ tùy thuộc vào cái sự lựa chọn của mình nhé mọi người nhé. Đấy, thì hôm nay là mình lên cho mọi người một cái bộ sản phẩm của một em khách quen người Hải Phòng đặt rất là đẹp này. Thì các bạn hãy xem mẫu nhé, xem mẫu để tham khảo. Mọi người có nhu cầu cần tư vấn cái sản phẩm dây da tết này, hoặc là dây cao su, hoặc là bất cứ cái sản phẩm nào mà các bạn có nhu cầu thì các bạn cứ nhắn tin cho mình nhé, mình sẽ tư vấn cho các bạn. Đấy, báo giá cho các bạn. Ok thì các bạn đặt hàng. Đấy, bên nhà mình chỉ làm hàng đẹp thôi và hàng bên nhà mình là có bảo hành về chất lượng cho nên là mọi người yên tâm nhé. Đó, các bạn có nhu cầu thì nhớ đăng ký kênh của shop nhé và kết nối với shop. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Kính chào toàn thể mọi người.